Rõ ràng nó là Khánh Băng, nhưng mà sao lại là nó được chứ? Mẹ à, mẹ có chuyện gì sao? Chắc chắn Khánh Băng nó đã nghi ngờ mẹ. Từ cái lần nó suýt phát hiện mẹ đánh tráo thuốc của Mỹ Ngọc. Không phải lần trước mẹ nói mẹ đã giải thích rồi sao? Và cô ấy cũng đã tin mẹ. Là mẹ tưởng nó tin, nhưng không phải. Thời gian này nó luôn để mắt tới mẹ. Nó còn nhờ chú của nó là tiến sĩ ngành tâm thần học xem xét trường hợp của Mỹ Ngọc. Nếu trí nhớ của Mỹ Ngọc được hồi phục thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Khi chúng ta chưa gặt hái được gì, mẹ, ông Tuấn Phát cũng đã bỏ mạng rồi. Xem như mối thù của ba mình đã trả xong. Con nghĩ là bây giờ mẹ nên rời khỏi căn nhà đó, tìm một căn nhà khác để sinh sống mẹ. Con nói cái gì vậy? Mẹ vẫn chưa làm xong việc. Nhưng con không muốn mẹ phải chịu khổ nữa. Con không muốn mẹ con của mình lần nào cũng phải lén lút gặp nhau. Gia đình ông ta đã đền hai bạn sống cho nhà mình rồi, nhưng còn những thiệt thòi mà mẹ con mình chịu đựng suốt những năm qua, ai sẽ bù đắp đây? Tuổi trẻ của mẹ lấy cái gì bù đắp? Con đừng quên, có dây thì phải trả. Không chỉ trả vốn mà còn phải trả lời. Hai mạng người nhà ông ta chết đi thì sao chứ? Gia đình ông ta vẫn còn đó, con cái ông ta vẫn ăn trên ngồi trước, lên xe xuống ngựa, người đời trọng vọng. Mẹ không chấp nhận được điều đó. Mẹ sẽ đạp đổ mọi thứ, sẽ bắt các con ông ta phải sống nghèo hèn, bắt Đăng Duy phải quỳ gối trước mặt con như ngày xưa ba của nó đã từng làm với con trai của mẹ. Mẹ con mình chỉ còn một chút nữa là đạt được mọi thứ, sao không đi tiếp mà ngừng lại lúc này? Mẹ, con không muốn mẹ gặp nguy hiểm đâu. Con không muốn mẹ phải lao tâm khổ trí vì những chuyện này. Từ cái ngày đưa con tới trại trẻ mồ côi, mẹ đã xác định rõ ràng con đường mình phải đi, mục tiêu mình phải đạt tới. Con đừng khuyên can mẹ. Con không được mềm lòng cho qua tất cả. Làm như vậy, con không xứng đáng là con của ba mẹ. Nếu Khánh Băng nói cho Đăng Duy biết những nghi ngờ của nó, chắc chắn Đăng Duy sẽ dễ dàng khám phá ra sự thật. Đăng Duy nó không phải là đứa ngốc, chỉ là nó quá tin tưởng mẹ mà thôi. Khánh Băng thì sớm muộn gì cũng sẽ nói. Thêm nữa, ông chú của nó sắp về nước. Chuyện của Mỹ Ngọc, mẹ sắp không làm chủ được rồi. Còn phải nghe thật kỹ những lời mẹ nói. Chỉ cần Khánh Băng biến mất thì sẽ không ai nghi ngờ mẹ. Chỉ cần Khánh Băng biến mất, kế hoạch của mẹ con ta sẽ tiếp tục một cách hết sức trơn tru.
Con Khánh Bằng nó sắp tới rồi. Con xiết cổ mẹ đi, nhanh đi. Buông ra. Có chuyện gì vậy bác? Đuổi theo, con mau đuổi theo người đó. Chính nó là thợ sửa camera đã giết bác trai đó. Nó sợ bác tố giác nên nó canh lúc bác đi chùa nè. Nó chặn đường hâm dọa bác. Nhanh lên đi, còn coi nó chạy đi đâu rồi gọi cho Đăng Duy liền. Nhanh lên. Dạ. Nhanh đi, nhanh đi. Bác bảo trọng nha bác. Bác biết phải làm gì mà. Dạ. Đi nhanh đi. Tiếp theo mình phải làm gì hả mẹ? Chờ nó tỉnh lại để không còn thuốc mê, và giấu dây trói tan đi để công an không thể có dấu vết. Chị nghĩ là do nó tự sát vì tình thôi. Mẹ, có cần thiết phải giết cô ấy không? Mình không còn cách nào khác hả mẹ? Con nói cái gì vậy? Con muốn là nó chết hay mẹ chết? Nhưng mà... Thôi đi, không nói nhiều. Nó đã xía vào chuyện của mẹ thì coi như nó là người phải ra đi. Nếu không thì người đó là mẹ đó. Mẹ à, nhưng... Mẹ à... Không nói nhiều. Con đi mua cái gì ăn đi, mẹ đói bụng rồi. Con... Đi đi. Có thể chuyện này tôi hơi ép cô, nhưng tại vì sao cô lại chọn bước chân vô gia đình đó, vậy thì cô phải chịu chung số phận với họ. Đừng trách tôi. Người như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao vậy? Tôi xin mọi người, tôi xin mọi người đừng có hại tôi. Tôi xin hứa, tôi sẽ không nói cho ai hết. Tôi hứa mà. Mày đã biết quá nhiều chuyện của mẹ con tao thì mày coi như hết đường sống rồi. Nhưng tại sao, tại sao bà lại ác độc như vậy? Đã hại chết ba mẹ Đăng Duy, vậy mà còn không tha cho con cái của họ nữa. Sao phải đuổi cùng giết tận như vậy? Ai, ai mới là người đuổi cùng giết tận? Những chuyện xảy ra ngày hôm nay là hậu quả chính cha của nó đã gây ra cho gia đình của tao. Vợ chồng, mẹ con ly tán, ai, ai mới là người phải chịu trách nhiệm? Hả?
Đừng nói nhiều. Bây giờ mày có chịu giết không? Không, tôi không giết gì hết. Tôi không giết. Nếu mày không giết thì con Mỹ Ngọc sẽ chết. Bà định làm gì Mỹ Ngọc hả? Gọi video call cho tôi. Đừng có giết tôi mà, tha cho tôi đi. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc, tha cho tôi đi. Đừng có giết tôi. Mỹ Ngọc, bà thả Mỹ Ngọc ra. Bà làm gì Mỹ Ngọc vậy hả? Bây giờ tao chỉ cần bấm điện thoại gọi thì con Mỹ Ngọc sẽ chết. Không, không, bà đừng giết Mỹ Ngọc. Tôi xin bà đừng giết Mỹ Ngọc mà. Sao? Mày định nhìn con Mỹ Ngọc chết hả? Được, tao sẽ cho mày chứng kiến cái chết của nó. Đừng, đừng, thôi, đừng, tôi xin bà. Đừng, tôi giết, tôi giết. Tôi sẽ giết. Tôi xin bà đừng có hại Mỹ Ngọc. Biết điều vậy là tốt. Khiêm, đi lấy giấy bút cho nó. Mày cũng đáng là chị hai của nó. Bà muốn tôi giết gì? Thư tuyệt mệnh. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chần chừ gì nữa? Mẹ, làm nhanh đi. Thả tôi ra. Bây giờ con ở lại đây và làm theo những gì mẹ dặn. Không được để lại dấu vết gì khiến công an để ý, nghe chưa? Lá thư của nó đây. Nhưng tại sao mày lại có clip của Mỹ Ngọc và ép cô ấy viết lá thư tuyệt mệnh này? Thấy nàng tiên cá đó có đẹp không? Dạ đẹp chứ. Còn có cái gì gắn ở trên đầu nữa nè. Hồi xưa nàng tiên cá đang sống rất là hạnh phúc. Vậy mà những tên cướp biển kéo tới, khiến cho cuộc đời của nàng thật đau khổ. Cái người này là tên cướp biển á hả mẹ? Đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Con coi phim hoạt hình á là con thấy nha, cướp biển là che một cái mắt mình lại nè, còn ở đây có một cái sẹo. Còn cái người này đẹp lắm. Không có. Nhìn như vậy chứ anh ta giả dạng đó. Nhìn bề ngoài đẹp đẽ như vậy nhưng mà bên trong rất là gian ác.
gây hại cho biết bao nhiêu người. Gian ác làm sao vậy mẹ? Con muốn biết đúng không? Bây giờ hai mẹ con mình giả làm cướp biển nhà nàng tiên cá đi. Giả bộ hả mẹ? Giống như là con với chị hai hay giả bộ chơi với nhau đúng không? Đúng rồi. Vậy ủa nhưng mà cái người này là con trai. Thì mình giả bộ mà, đâu có sao đâu. Vậy Mỹ Ngọc làm nàng tiên cá nha. Đúng rồi, Mỹ Ngọc xinh đẹp nè, làm nàng tiên cá rất là dễ thương, rất là xinh đẹp luôn. Còn mẹ sẽ làm cướp biển. Ha? À, vậy thì con sẽ vừa ngồi vừa quẩy đuôi. Đúng rồi. Mẹ ơi, vậy bây giờ mẹ chỉ con đi, mình giả làm sao vậy? Bây giờ vậy, con đúng rồi. Con đi vô trong toilet. Ha, con làm giống như là con đang bị nhốt ở trong chiếc tàu. Con cứ la lên là cứu tôi với. Ha? Cứu tôi với. Rồi sau đó mẹ sẽ từ từ mở cánh cửa ra. Đúng rồi, mẹ sẽ cầm lấy con dao này. Đó. Rồi khi con thấy mẹ cầm con dao này, con phải la lớn lên và van xin. Tôi xin anh đừng có giết tôi. Tôi xin anh muốn cái gì cũng được hết. Được vậy không? Vậy là lớn thiệt lớn lên. Ừ. Vậy bây giờ con đi vô trong toilet nha. Đi nè, con với búp bê đi vô trỏng. Rồi khi nào mẹ vô, mẹ không cần phải gõ cửa đâu. Tại cướp biển người ta không có gõ cửa. Nhớ nha. Con vô nha. Mẹ ơi, vô rồi nè. Đóng cửa lại luôn rồi. Con chờ mẹ chút xíu nha. Dạ. Chỉ cần một thủ pháp nhẹ nhàng là có thôi mà con. Giờ mẹ phải về đây, không thôi Đăng Duy nó lại nghi ngờ. Nhớ làm cho gọn gàng và không để lại bất kỳ dấu vết nào nghe con. Thế nào là khánh băng được? Làm sao là khánh băng được chứ? Có lẽ chỉ là mình qua mắt. Không được sợ nữa. Không được sợ. Mình không được sợ. Làm nó hoang mang. Có thể chỉ là mình qua mắt thôi. Bình tĩnh. Không việc gì phải sợ. Sao vậy con? Hả? Con ngồi xuống đi. Con không khỏe hả? Con thấy chóng mặt quá mẹ ơi. Không ấy, mình về nhà đi, rồi em khát mình ra nghe con.
Lát nữa các thầy tụng kinh cầu siêu cho anh Đăng Duy. Không có mặt người nhà kỳ lắm mẹ. Vậy thôi con về nhà nghỉ ngơi trước đi, để mẹ với em Mỹ Ngọc ở lại đây được rồi. Đúng rồi đó. Chị hai về nhà nghỉ ngơi đi, để Mỹ Ngọc ở đây canh chừng bác cho. Bác canh chừng con. Vậy hai người mình canh chừng nhau luôn nha. Về nhà nghỉ ngơi đi con. Nghe. Chị về đi. Có chị đi chợ chung thích thiệt á. Có người xách đồ giùm. Để coi hôm nay mình nấu món gì ta. Chị, em nấu canh chua cho chị ăn nha. Ok. À, để chị phụ em nhé. Dạ, chị lấy giùm em mấy cái rổ đi. Đây. Có gì phụ nữa không? Nè. Được, được. Đúng là cánh bằng rồi. Mình đâu có quà mất. Ok. Vậy mẹ, sao mẹ lại hốt hoảng như vậy? Con gọi con tới tận đây nữa. Vô nhà đi rồi mẹ nói. Bữa nay mẹ con Thanh Vân đưa Mỹ Ngọc lên chùa làm công quả rồi, tới chiều mới về. Vô nhà đi con.
Con ngồi xuống. Mẹ. Con ngồi xuống đi. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ hốt hoảng vậy? Con kêu con sang tận đây nữa. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ, có chuyện gì vậy? Rõ ràng chính mắt mẹ đã nhìn thấy Khánh Băng. Chính mắt mẹ đã nhìn thấy. Mẹ à, làm sao có chuyện đó được? Nếu như Khánh Băng thật sự còn sống, liệu cô ta có bỏ qua cho mẹ con mình không? Là chính mắt mẹ nhìn thấy rõ ràng. Bộ con không tin mẹ hay sao? Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh đi. Chuyện gì hãy kể lại cho con biết. Là mẹ nhìn thấy thật hay là mẹ quá lo sợ rồi tưởng tượng ra? Là chính mắt mẹ nhìn thấy. Lần trước mẹ nhìn thấy Khánh Bằng ở trung tâm thương mại. Mẹ không nói cho con biết vì mẹ hy vọng là mẹ quá mất. Nhưng mà từ hôm đó tới nay, thiệt sự lòng mẹ không có yên. Cho nên mẹ cố tình tới nhà Khánh Băng để dò la. Kim ơi, là Khánh Băng thiệt rồi con ơi. Chính là nó, chính là nó. Mẹ à, con thấy chuyện này thật là vô lý. Rõ ràng con và mẹ chính mắt nhìn thấy cô ấy chết như thế nào mà. Tại sao mẹ có thể thấy Khánh Băng còn sống ở nhà cô ấy được? Thiệt mà, chính mắt mẹ nhìn thấy rõ ràng. Ở một khoảng cách rất gần, không thể nhầm lẫn được con à. Đúng là Khánh Băng thiệt mà con ơi. Mẹ à, mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đi. Dù sao vẫn còn có con, mẹ đừng có sợ. Kim à, lỡ như Khánh Băng nó đi tố cáo, rồi họ sẽ phát hiện ra cái chết của vợ chồng ông Thuận, của Đăng Duy đều là do... Mẹ đừng có tự giác mình nữa, không có sao đâu. Cho tới hôm nay vẫn không ai biết mẹ con mình chính liên tới cái chết của Khánh Băng. Mẹ nghĩ coi, nếu Khánh Băng thật sự còn sống, tại sao cô ấy để yên cho mẹ con mình? Mẹ biết là như vậy, nhưng mà rõ ràng là Khánh Băng. Là Khánh Băng con ơi. Mẹ đã nhìn thấy Khánh Băng. Kim ơi, cô phải nghĩ ra cách gì đó. Không thể để Khánh Băng đi tố cáo được. Mẹ đã khổ sở lắm mới đi được tới ngày hôm nay. Gia sản này, gia sản này sắp về tay mẹ con mình rồi. Không thể để Khánh Băng hủy hoại. Nghe con, nghe. Được rồi, con sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này. Tâm trạng của mẹ không được tốt chút nào. Mẹ chưa ăn gì đúng không? Con đưa mẹ ra ngoài ăn chút gì đó để cho mẹ bình tâm. Rồi mẹ nói lại địa chỉ của họ cho con biết, để con tìm hiểu thật hư như thế nào.
Mẹ sợ. Mẹ sao vậy? Con lấy đồ để dẹp cái ly bể, rồi con sẽ đưa mẹ ra ngoài ăn nha. Mẹ bình tĩnh đi, đừng có sợ. Mẹ, uống nước đi. Mình phải lập tức rời khỏi đây. Không được đi. Đây là nhà của Mỹ Ngọc, của anh Đăng Duy. Mình không thể bắt con bé sống vất vả với mình, trong khi bọn họ nhẫn nhơ chiếm đoạt gia sản này. Mình đã gián tiếp tay cho bọn họ gây chuyện. Mình không thể trốn chạy được. Không thể. Nhưng mà biết làm sao đây? Đăng Duy ơi, em thật không ngờ, em chỉ là con cờ trong tay của người ta bị người ta lợi dụng. Là em hại anh rồi Đăng Duy ơi. Tất cả là tại em hết. Bây giờ không phải là lúc để mình khóc lóc. Phải bình tĩnh. Mình phải làm cái gì đó. Mình không thể chạy trốn. Không thể nào ngồi yên được. Anh Đăng Duy ơi, chỉ cho em biết em phải làm gì đi. Bây giờ anh phải chỉ cho em làm cách nào đi anh ơi. Em không thể ngồi yên. Em không thể ngồi yên được. Nếu bây giờ mình đi tố giác thì không có bằng chứng, ai tin mình?
họ sẽ cho rằng mình lợi dụng lúc không có anh Đăng Duy, muốn vu khống để chiếm tài sản. Chi bằng họ đã diễn trò với mình, mình sẽ diễn với họ để chờ thời cơ, chờ sơ hở của họ. Nếu như con Khánh Bằng thật sự còn sống thì tại sao Đăng Duy nó không biết? Đăng Duy không thể nào tiến tới với Thanh Vân nếu như Khánh Bằng còn sống. Không lẽ hồn ma của nó hiện về để dọa mình? Nếu như hồn ma hiện về thì những người này đã không tha cho mình rồi. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Bao nhiêu khó khăn mình còn vượt qua được mà. Chuyện này mình vẫn sẽ giải quyết tốt thôi. Phải, sẽ ổn thôi. Không sao, không sao. Mình phải làm sao đây? Mình biết phải làm sao đây? Đi báo công an. Mình sẽ báo công an. Mà không được, mình đâu có bằng chứng gì, làm sao để công an tin mình chứ? Công an chưa kịp tin mình thì liệu mạng sống của Mỹ Ngọc, của mình và của mẹ nữa có được an toàn không? Hay là nhờ bạn bè của anh Đăng Duy giúp đỡ, anh Tuấn Kiệt, chị Thiên Kim, hai người đó rất thân thiết với anh Đăng Duy. Phải rồi, mình sẽ nhờ họ giúp. Nhưng vừa rồi những rắc rối xảy ra ở công ty là do ai làm? Mình có thể tin ai bây giờ? Hmm.
Những lúc mệt mỏi và căng thẳng, điều em cần làm là đừng làm gì hết. Hãy để cho đầu óc được thư giãn và tâm trí được bình tĩnh. Khi đó thì tự nhiên em sẽ biết là mình nên làm gì. Phải rồi, mình phải bình tĩnh. Em sẽ làm theo lời anh. Em sẽ làm theo lời anh. Con cũng biết lâu nay bác rất thương con, đúng không? Dạ con biết. Bác rất vui mừng khi con và Đăng Duy sắp làm đám cưới. Có được đứa con dâu như con, bác hài lòng lắm. Nhưng Đăng Duy nó vắng số. Bác càng nghĩ càng thương con đứt ruột. Sao người đàn bà này có thể diễn hay tới vậy? Nếu hôm đó mình không tình cờ phát hiện ra sự thật thì lúc này chắc hẳn mình cảm động lắm. Thanh Vân, Thanh Vân, con nghĩ gì mà ngồi đờ người ra vậy? Dạ không. Đặng Duy nó vắng số, nhưng mà coi như nó cũng đã yên phần rồi. Còn con cũng nên nghĩ cho bản thân của mình đi chứ. Bác không nỡ thấy con chôn vùi cuộc đời mình trong ngôi nhà này. Bác nói vậy là sao hả bác? Bác muốn đuổi con ra khỏi nhà này hả bác? Làm sao mà bác đuổi con chứ? Tuổi đời của con còn rất trẻ, con với Đăng Duy cũng chưa thật sự là vợ chồng. Bác còn gánh vác những cái gánh nặng của gia đình này. Bác thấy bất công với con quá. Bác sẽ cho con một số vốn rời khỏi căn nhà này, quên hết những chuyện đau buồn, tìm một người khác mà xây dựng gia đình nghe con. Không, bác ơi, hiện nay con không có tâm trí nào để nghĩ tới chuyện đó. Anh Đăng Duy mới mất chưa lâu, con không đành lòng rời xa nhà này, không đành lòng rời xa Mỹ Ngọc. Bác có thể nào cho con ở lại đây thêm với em Mỹ Ngọc một thời gian nữa được không bác? Sao lại không được chứ? Bác chỉ nghĩ cho tương lai của con nên bác mới nói vậy thôi. Con cảm ơn bác. À, quên nữa, bác có điều này muốn hỏi con. Dạ. Bác hỏi điều gì? Trước đây Đăng Duy có nói với bác, nó có mở một tài khoản ở nước ngoài. Nhưng con cũng biết tánh của bác rồi đó, không có quan tâm gì tới mấy chuyện này, nghe rồi quên luôn. Ai dè Đăng Duy nó ra đi đột ngột như vậy. Bây giờ muốn kiểm tra tài khoản đó thì lại không nhớ ra. Con có từng nghe Đăng Duy nhắc tới chuyện đó không con? Dạ không. Con chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc tới tài khoản gì đó ở nước ngoài hết. Cũng là tại bác lúc trước không chịu để tâm. Thanh Vân, con ráng nhớ giùm bác nghe. Nhớ lại coi Đăng Duy nó có từng đề cập vấn đề gì tương tự như vậy hay không. Nghe con. Cho nên bác cần phải lấy lại những công sức của bác trai đã gầy dựng suốt bao nhiêu năm trời. Dạ. Anh thấy câu chuyện của tôi có ly kỳ không? Đúng thật là quá ly kỳ. Cho nên cả nhà tôi đều nghĩ mọi chuyện đều do em gái Khánh Băng của tôi sắp đặt. Trước giờ tôi vốn không tin mấy chuyện như vậy, nhưng lần này nghĩ kỹ tôi thấy cũng có lý. Trước kia
Ba mẹ tôi tìm kiếm tôi khắp nơi mà không thấy. Đến khi Khánh Băng mất, Khánh Hà lại tìm thấy tôi hết sức tình cờ. Cho nên từ chuyện của tôi, anh hãy nhớ một điều: đừng bao giờ làm chuyện gì sai trái. Chỉ có thể che giấu được con người, chứ ma quỷ, thánh thần xung quanh đều nhìn thấy hết đó. Mấy chuyện mê tín dị đoan như vậy mà cô cũng tin à? Theo tôi, đó chỉ là trùng hợp. Tin hay không tin cũng chẳng sao, chỉ cần tin nhân quả là đủ. Yêu thương rồi sẽ về với yêu thương mà, có đúng không? Nè, tôi đã kể chuyện của tôi cho anh rồi, bây giờ tới lượt anh đó. Tôi? Anh cũng phải kể chuyện của anh cho tôi nghe, vậy mới công bằng chứ. Chuyện của tôi có gì đâu mà kể. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà. Tôi rất tò mò đó. Anh kể đi. Kể đi mà. Năn nỉ, kể đi. Kể nha. Kể đi. Hai bác, chị Khánh Băng, anh Đăng Duy, mọi người chỉ cho con biết đi, con phải làm cách nào mới có thể bảo vệ được cho Mỹ Ngọc, bảo vệ được tài sản thuộc về em ấy. Làm sao anh còn có thể tin em được nữa đây? Em không biết phải nói sao cho anh hiểu được lòng mình. Anh hãy tin em một lần này thôi, có được không anh? Em biết là em không còn tư cách để kêu anh tin em, nhưng thật sự em muốn, em muốn làm điều gì đó để chuộc tội. Em khờ quá. Chỉ cần em muốn thì em sẽ làm được thôi. Là sao? Em không hiểu. Em không thể nào ngồi yên một chỗ mà làm được chuyện. Phải hành động mạnh mẽ và dứt khoát. Cái nào không biết thì em phải hỏi. Vậy thôi. Em sẽ làm được mà, đúng không? Anh tin em sao? Không thù ghét em hả? Em khờ quá. Sao anh lại có thể thù ghét em chứ? Khánh Băng, nhưng mà sao lại là nó được chứ? Mẹ à, mẹ có chuyện gì sao? Chắc chắn Khánh Băng nó đã nghi ngờ mẹ. Từ cái lần nó suýt phát hiện mẹ đánh tráo thuốc của Mỹ Ngọc. Không phải lần trước mẹ nói mẹ đã giải thích rồi sao? Và cô ấy cũng đã tin mẹ. Là mẹ tưởng nó tin, nhưng không phải. Thời gian này nó luôn để mắt tới mẹ. Nó còn nhờ chú của nó là tiến sĩ ngành tâm thần học xem xét trường hợp của Mỹ Ngọc. Nếu trí nhớ của Mỹ Ngọc được hồi phục,
thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Khi chúng ta chưa gặt hái được gì, mẹ, ông Tường Phát cũng đã bỏ mạng rồi. Xem như mối thù của ba mình đã trả xong. Con nghĩ là bây giờ mẹ nên rời khỏi căn nhà đó, tìm một căn nhà khác để sinh sống mẹ. Con nói cái gì vậy? Mẹ vẫn chưa làm xong việc. Nhưng con không muốn mẹ phải chịu khổ nữa. Con không muốn mẹ con của mình lần nào cũng phải lén lút gặp nhau. Gia đình ông ta đã đền hai mạng sống cho nhà mình rồi, nhưng còn những thiệt thòi mà mẹ con mình chịu đựng suốt những năm qua, ai sẽ bù đắp đây? Tuổi trẻ của mẹ lấy cái gì bù đắp? Còn đừng quên, có dây thì phải trả. Không chỉ trả vốn mà còn phải trả lời. Hai mạng người nhà ông ta chết đi thì sao chứ? Gia đình ông ta vẫn còn đó, con cái ông ta vẫn ăn trên ngồi trước, lên xe xuống ngựa, người đời trọng vọng. Mẹ không chấp nhận được điều đó. Mẹ sẽ đạp đổ mọi thứ, sẽ bắt các con ông ta phải sống nghèo hèn, bắt Đăng Duy phải quỳ gối trước mặt con như ngày xưa ba của nó đã từng làm với con trai của mẹ. Mẹ con mình chỉ còn một chút nữa là đạt được mọi thứ, sao không đi tiếp mà ngừng lại lúc này? Mẹ, con không muốn mẹ gặp nguy hiểm đâu. Con không muốn mẹ phải lao tâm khổ trí vì những chuyện này. Từ cái ngày đưa con tới trại trẻ mồ côi, mẹ đã xác định rõ ràng con đường mình phải đi, mục tiêu mình phải đạt tới. Con đừng khuyên can mẹ. Con không được mềm lòng cho qua tất cả. Làm như vậy, con không xứng đáng là con của ba mẹ. Nếu Khánh Bằng nói cho Đăng Duy biết những nghi ngờ của nó, chắc chắn Đăng Duy sẽ dễ dàng khám phá ra sự thật. Đăng Duy nó không phải là đứa ngốc, chỉ là nó quá tin tưởng mẹ mà thôi. Khánh Bằng thì sớm muộn gì cũng sẽ nói. Thêm nữa, ông chú của nó sắp về nước. Chuyện của Mỹ Ngọc, mẹ sắp không làm chủ được rồi. Con phải nghe thật kỹ những lời mẹ nói. Chỉ cần Khánh Bằng biến mất thì sẽ không ai nghi ngờ mẹ. Chỉ cần Khánh Bằng biến mất, kế hoạch của mẹ con ta sẽ tiếp tục một cách hết sức trơn tru. Còn Khánh Bằng nó sắp tới rồi, con xiết cổ mẹ đi, nhanh đi, buông ra. Mẹ,
vậy bác? Đuổi theo, con mau đuổi theo người đó. Chính nó là thợ sửa camera đã giết bác trai đó. Hả? Nó sợ bác tố giác nên nó canh lúc bác đi chùa nè. Nó chặn đường hâm dọa bác. Nhanh lên đi, còn coi nó chạy đi đâu rồi gọi cho Đăng Duy liền. Nhanh lên. Dạ. Nhanh đi, nhanh đi. Bác bảo trọng nha bác. Ừ, bác biết phải làm gì mà. Dạ. Đi nhanh đi. Tiếp theo mình phải làm gì hả mẹ? Chờ nó tỉnh lại để không còn thuốc mê và giấu dây trói tan đi để công an không thể có dấu vết. Chị nghĩ là do nó tự sát vì tình thôi. Mẹ, có cần thiết phải giết cô ấy không? Mình không còn cách nào khác hả mẹ? Con nói cái gì vậy? Con muốn là nó chết hay mẹ chết? Nhưng mà... Thôi đi, không nói nhiều. Nó đã xía vào chuyện của mẹ thì coi như nó là người phải ra đi. Nếu không thì người đó là mẹ đó. Mẹ à, nhưng... Mẹ à... Không nói nhiều. Con đi mua cái gì ăn đi, mẹ đói bụng rồi. Con... Đi đi. Có thể chuyện này tôi hơi ép cô, nhưng tại vì sao cô lại chọn bước chân vô gia đình đó, vậy thì cô phải chịu chung số phận với họ. Đừng trách tôi. Tôi xin mọi người đừng có hại tôi. Tôi xin hứa, tôi sẽ không nói cho ai hết. Tôi hứa mà. Mày đã biết quá nhiều chuyện của mẹ con tao thì mày coi như hết đường sống rồi. Nhưng tại sao, tại sao bà lại ác độc như vậy? Đã hại chết ba mẹ anh Đăng Duy, vậy mà còn không tha cho con cái của họ nữa. Sao phải đuổi cùng giết tận như vậy? Ai mới là người đuổi cùng giết tận? Những chuyện xảy ra ngày hôm nay là hậu quả chính cha của nó đã gây ra cho gia đình của tao. Vợ chồng, mẹ con ly tán, Ai mới là người phải chịu trách nhiệm? Hả? Đừng nói nhiều. Bây giờ mày có chịu giết không? Không. Tôi không giết gì hết. Tôi không giết. Nếu mày không giết
thì con Mỹ Ngọc sẽ chết. Bà định làm gì Mỹ Ngọc hả? Gọi video call cho tôi. Bây giờ tao chỉ cần bấm điện thoại gọi thì con Mỹ Ngọc sẽ chết. Không, không, bà đừng giết Mỹ Ngọc. Tôi xin bà đừng giết Mỹ Ngọc mà. Sao, mày định nhìn con Mỹ Ngọc chết hả? Được, tao sẽ cho mày chứng kiến cái chết của nó. Đừng, đừng, thôi, đừng, tôi xin bà. Đừng, tôi giết, tôi giết. Tôi sẽ giết. Tôi xin bà đừng có hại Mỹ Ngọc. Biết điều vậy là tốt. Khiêm, đi lấy giấy bút cho nó. Mày cũng đáng là chị hai của nó. Bà muốn tôi giết gì? Thư tuyệt mệnh. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Chần chừ gì nữa? Mẹ! Làm nhanh đi! Thả tôi ra! Bây giờ con ở lại đây và làm theo những gì mẹ dặn. Không được để lại dấu vết gì khiến công an để ý, nghe chưa? Lá thư của nó đây. Nhưng tại sao mày lại có clip của Mỹ Ngọc và ép cô ấy viết lá thư tuyệt mệnh này? Thấy nàng tiên cá đó có đẹp không? Dạ đẹp chứ. Còn có cái gì gắn ở trên đầu nữa nè. Hồi xưa nàng tiên cá đang sống rất là hạnh phúc. Vậy mà những tên cướp biển kéo tới, khiến cho cuộc đời của nàng thật đau khổ. Cái người này là tên cướp biển á hả mẹ? Đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Con coi phim hoạt hình á, là con thấy nha, cướp biển là che một cái mắt mình lại nè, còn ở đây có một cái sẹo. Còn cái người này đẹp lắm. Không có. Nhìn như vậy chứ anh ta giả dạng đó. Nhìn bề ngoài đẹp đẽ như vậy nhưng mà bên trong rất là gian ác, gây hại cho biết bao nhiêu người. Gian ác làm sao vậy mẹ? Con muốn biết đúng không? Bây giờ hai mẹ con mình giả làm
cướp biển nhà nàng tiên cá đi. Giả bộ hả mẹ? Giống như là con với chị hai hay giả bộ chơi với nhau đúng không? Đúng rồi. Vậy ủa nhưng mà cái người này là con trai. Thì mình giả bộ mà, đâu có sao đâu. Vậy Mỹ Ngọc làm nàng tiên cá nha. Đúng rồi, Mỹ Ngọc xinh đẹp nè, làm nàng tiên cá rất là dễ thương, rất là xinh đẹp luôn. Còn mẹ, mẹ sẽ làm cướp biển. Ha? À, vậy thì con sẽ vừa ngồi vừa quẩy đuôi. Đúng rồi. Mẹ ơi, vậy bây giờ mẹ chỉ con đi, mình giả làm sao vậy? Bây giờ vậy, con đúng rồi. Con đi vô trong toilet ha. Con làm giống như là con đang bị nhốt ở trong chiếc tàu. Rồi con cứ la lên là cứu tôi với. Ha? Cứu tôi với. Rồi sau đó cứu tôi với. Mẹ sẽ từ từ mở cánh cửa ra. Đúng rồi, mẹ sẽ cầm lấy con dao này. Đó. Rồi khi con thấy mẹ cầm con dao này, con phải la lớn lên và van xin. Tôi xin anh đừng có giết tôi. Tôi xin anh muốn cái gì cũng được hết. Được vậy không? Vậy là la lớn thiệt lớn lên. Ừ. Vậy bây giờ con đi vô trong toilet nha. Đi nè, con với búp bê đi vô trỏng. Rồi khi nào mẹ vô, mẹ không cần phải gõ cửa đâu. Tại cướp biển người ta không có gõ cửa. Nhớ nha, con vô nha. Mẹ ơi, vô rồi nè. Đóng cửa lại luôn rồi. Con chờ mẹ chút xíu nha. Dạ. Chỉ cần một thủ pháp nhẹ nhàng là có thôi mà con. Giờ mẹ phải về đây, không thôi Đăng Duy nó lại nghi ngờ. Nhớ, làm cho gọn gàng và không để lại bất kỳ dấu vết nào nghe con. Thế nào là Khánh Băng được? Làm sao là Khánh Băng được chứ? Có lẽ chỉ là mình qua mắt. Không được sợ nữa. Mình không được sợ. Làm nó hoang mang. Có thể chỉ là mình qua mắt thôi. Bình tĩnh. Không việc gì phải sợ. Nghe nè. Tin gì?
Ừ, để tôi coi thử. Cảm ơn bà nha. Chủ tịch Trương Đăng Duy của tập đoàn xây dựng bất động sản Phát Đạt bỏ mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên đèo. Khánh Hà ngồi đi, để dần vô lấy nước cho. Thôi, không cần khách sáo đâu, cứ ngồi nói chuyện chút đi. Hà có nghe tin của anh Đăng Duy, cho nên muốn đến thăm Dương. Bé Mỹ Ngọc nó sao rồi Dương? Mới đầu Mỹ Ngọc khóc la dữ lắm, nhưng rồi sau đó em ấy cứ im lặng không nói năng gì hết. Ráng ép lắm mới ăn được một chút xíu cầm hơi. Còn bác gái, bác gái sao rồi? Có lẽ trải qua nhiều đau thương, lần này bác ấy có vẻ mạnh mẽ hơn. Cũng nhờ có bác ấy, chứ nếu không Dân cũng không biết xoay sở làm sao nữa. Có gì cần thì Dân nhớ gọi cho Hà nha. Cảm ơn Hà nha. Bây giờ ngoài Mỹ Ngọc ra mọi việc đều tạm ổn rồi. Cũng có mẹ Dân ở dưới quê lên phụ cho Dân nữa. Hà hiểu nỗi đau này. Hồi mà chị Khánh Băng mới mất, cả nhà Hà cũng không ai tiếc sống hết. Nhưng mà đến bây giờ, Khánh Hà tin là khi mất đi điều lớn lao này, Thượng Đế sẽ bù đắp điều lớn lao khác. Vì vậy, mình cũng phải tập để quen dần với sự mất mát tạm thời này. Thanh Dân, Dân ráng chịu đựng nha. Có nhiều lúc Dân không tin đây là sự thật. Dân hy vọng là anh ấy đang ở đâu đó rồi sẽ trở về thôi. Dân phải can đảm lên, phải chấp nhận thực tế. Có như vậy mới đủ sức đi qua những ngày tháng này. Dân biết rồi, mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Con người chết rồi thì còn linh hồn không hả? Đêm nào tôi cũng mong anh Đăng Duy về báo mộng cho tôi biết. Nhưng mà tôi vẫn không gặp được ảnh, dù là trong giấc mơ cũng không gặp nữa. Con người chết rồi là hết. Em đừng có tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan đó nữa. Như ba mẹ của anh đó, bao nhiêu năm nay có khi nào về báo mộng cho anh đâu. Đăng Duy đã chết rồi, thế là hết, đã tan biến theo hư không. Chứ chúng ta có nằm mơ thấy gì đi nữa, đó cũng chỉ là huyễn hoặc. Anh mộng mà Đăng Duy chết lắm hay sao vậy hả? Tại sao em vô lý tới như vậy? Đăng Duy là anh em của anh, em có biết cái chết của Đăng Duy khiến anh đau lòng tới mức nào hay không? Tiên Kim, Đăng Duy đã chết rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Em hãy chấp nhận đi Tiên Kim. Tôi không chấp nhận, tôi không chấp nhận. Đăng Duy chết đi rồi,
thì còn em, còn có Mỹ Ngọc, Thanh Vân và cả mẹ anh ta nữa, luôn khóc vì anh ta. Còn anh, lỡ một ngày nào đó anh không còn trên cõi đời thì em có rơi nước mắt vì anh không? Từ nhỏ tới lớn anh luôn tốt với tôi, anh làm rất nhiều việc cho tôi, không phải là tôi không biết, nhưng tôi chỉ có một trái tim, mà trái tim này tôi đã trao cho anh Đăng Duy rồi. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, thậm chí anh vì tôi mà chết thì tôi cũng không thể nào yêu anh được. Còn khóc cho anh hả? Có thể tôi sẽ khóc thật nhiều, tôi cũng sẽ đau lòng rất nhiều, vì tôi biết rằng khi anh chết đi là trên đời này sẽ không còn một người nào đối xử tốt với tôi như vậy. Cho nên khi anh chết đi, tôi sẽ ôm anh mà khóc. Muốn được em ôm, muốn được em rơi nước mắt vì anh, anh phải đổi bằng mạng sống của anh sao? Buồn cười, đúng là buồn cười. Khẩn hả? Người đáng chết phải là cô mới đúng đó. Phải, chị nói đúng lắm. Đáng ra tôi phải là người nên chết. Vậy thì cô còn chần chờ gì nữa hả? Sao cô không đi chết đi? Tôi không thể chết trong lúc này được. Tôi còn có trách nhiệm với Mỹ Ngọc, với bác gái. Trước khi đi, anh Đăng Duy đã gửi gắm họ cho tôi. Tôi không thể nào bỏ họ mà đi trong lúc này nữa. Vậy thì cả đời này cô ở lại đó làm tôi mọi cho họ, để trả nợ cho anh Đăng Duy đi, vì chính cô đã hại chết anh ấy. Thank you.
Điện Thiên Kim đó không sai. Anh đang duy vì mình mà chết. Anh đã đau lòng biết mấy khi biết mình là kẻ phản bội. Trong tình trạng tinh thần như vậy mà còn lái xe đoạn đường nguy hiểm, chính là mình, chính mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy. Chính là mình mà. Mẹ Quang Âm ơi, chính là con, lỗi là do con. Tên Vân à, nhìn em hốc hác quá. Em phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ. Em đừng có rai rứt, dằn vặt bản thân của mình nữa. Em không có lỗi gì hết. Cái chết của một tên tội phạm, nó không đáng để cho em phải... Tội phạm à? Với bao nhiêu dữ liệu em lấy được mà anh ấy chưa bị công an bắt, pháp luật cũng chưa phán quyết tội. Với em, anh ấy là một công dân bình thường, thậm chí còn là một công dân tốt. Thôi được, anh không tranh cãi với em. Em muốn bình thường cũng được, muốn tốt cũng được. Nhưng thôi Vân à, trước khi lo cho người khác, em lo cho bản thân của mình trước đi. Nhìn em như vậy anh thấy xót lắm. Cảm ơn anh, em sẽ chú ý. Từ khi nào tụi mình trở nên cách sáo như vậy? Quan hệ của tụi mình vẫn không có gì thay đổi. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt. Từ lâu rồi, quan hệ giữa chúng mình đã không còn như trước. Anh không cần phải gượng ép như vậy đâu. Sao em có thể nói như vậy, Thanh Vân à? Tất cả đã thay đổi, cả anh và cả em. Tụi mình không còn như trước. Tụi mình bây giờ không còn là gì của nhau, chỉ còn tình bạn nhỏ nhoi. Nhưng nếu tổ chức không tìm ra bằng chứng phạm tội của anh Đăng Duy thì lúc đó anh chính là kẻ thù của em. Đừng có khóc nữa.
Dân à Dân, con đừng có khóc nữa. Còn khóc làm em nó khóc theo con đó. Con xin lỗi. Như vậy là không được rồi. Hai chị em con suốt ngày ở trong nhà khóc lóc. Nếu như vậy là sẽ không sống nổi đâu. Nghe lời mẹ, hai mẹ con mình đưa Mỹ Ngọc ra ngoài. Như vậy nó sẽ khuây khỏa phần nào. Mẹ nói ra ngoài, con biết dẫn Mỹ Ngọc đi đâu hả mẹ? Tụi con không có lòng dạ nào chơi đùa hay ngắm cảnh nữa hết mẹ ơi. Mẹ không có rủ con đi chơi. Con hỏi chị Thúy coi có cái chùa nào ở gần đây đang cần người làm công quả. Mẹ con mình sẽ đưa Mỹ Ngọc tới đó, vừa thay đổi không khí, vừa làm việc có ích để tạo phước hồi hướng cho Đăng Duy. Phải rồi, làm công quả để cầu nguyện Phật trời phù hộ cho anh Đăng Duy. Chị hai đi thì con cũng đi nữa. Con cũng muốn là đi làm công quả để có thể cầu nguyện cho anh hai á. Được rồi, được rồi, bác với chị hai sẽ đưa con đi ha. Dạ. Anh hai đợi nha, Mỹ Ngọc đi làm công quả để cầu nguyện cho anh hai nha. Đăng Duy, là anh sao? Anh tới đây làm gì? Anh tới đây đòi mạng tôi sao? Anh đi đi, anh đừng có trách tôi. Nếu anh có trách, hãy trách ba anh kìa. Tôi không có tội gì hết. Anh đi đi, tôi không có sợ anh đâu. Anh có đi không? Nếu anh không đi, anh không đi, tôi sẽ la lên. Tôi sẽ đánh anh chết thêm một lần nữa. Anh có đi không? Hả? Anh có đi không? Anh hai, em đây. Anh bị sao vậy? Cậu về khi nào vậy? Cậu như vậy chắc con gà tôi chết quá. Em về lúc anh say rượu ngủ quên. Hồi nãy anh mới vừa nói cái gì vậy? Anh đâu nói gì đâu. Anh nói anh Đăng Duy về đòi mạng của anh mà. Có đúng như vậy không? Chắc anh còn say quá, anh không nhớ anh nói gì hết. Nhưng mà lời nói của người say, em để ý làm gì? Anh nói thật cho em biết đi, anh có dính líu gì cái chết của anh Đăng Duy không hả? Cậu thôi đi, nếu mà cậu nghĩ tôi xấu xa thì cậu biến đi. Tôi không có đứa em như cậu. Đi đi. Suốt cuộc đời này anh mãi mãi là anh hai của em. Lúc đầu em cũng muốn tốt cho anh hai hết anh hai à. Cậu muốn tốt cho tôi, muốn tốt cho tôi mà hết lần này tới lần khác hỏi dặn hỏi dẹo như là công an hỏi cung tôi vậy. Được, nếu cậu thấy tôi đáng nghi ngờ thì cậu đi đi. Cậu đi báo công an đi. Đi đi. Anh hai, con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, nhưng nếu sớm thức tỉnh còn có thể sửa sai được. Đừng có để lúng quá sâu, sẽ không còn được cứu chữa nữa đâu. Cậu đừng lên mặt dạy đời tôi. Cậu đừng quên, thằng anh này là anh của cậu đó. Hãy
Anh Duy, Đăng Duy, Đăng Duy. Vậy con, hả? Con ngồi xuống đi. Con không khỏe hả? Con thấy chóng mặt quá mẹ ơi. Không ấy, mình về nhà đi, rồi em khát mình ra nghe con. Lát nữa các thầy tụng kinh cầu siêu cho anh Đăng Duy. Không có mặt người nhà kỳ lắm mẹ. Vậy thôi, con về nhà nghỉ ngơi trước đi. Để mẹ với em Mỹ Ngọc ở lại đây được rồi. Đúng rồi đó. Chị hai về nhà nghỉ ngơi đi. Để Mỹ Ngọc ở đây canh chừng bác cho. Bác canh chừng con. Vậy hai người mình canh chừng nhau luôn nha. Về nhà nghỉ ngơi đi con. Nghe. Chị về đi. Chị đi chợ chung thích thiệt á. Có người thích đồ giùm. Để coi hôm nay mình nấu món gì ta. Chị, em nấu canh chua cho chị ăn nha. Ok. À, để chị phụ em nha. Dạ, chị lấy giùm em mấy cái rổ đi. Đây. Có gì phụ nữa không? Nè. Được, được. Đúng là cân bằng rồi. Mình đâu có quà mất. Ok. Môi xinh chút ngại ngần.
cho nhau những ngày tháng phiêu bồng. Rồi thoáng hương nồng bay đi, một cõi xa xăm lại về. Em nhớ anh lắm. Anh ơi có biết chỉ là em rất nhớ anh. Giấc mơ lệ thường tan đi. Em phải làm sao mới gặp được anh để anh Đặng Duy ơi. Tình ta tan vỡ, ôi nỗi đau ngàn đời. Giờ chỉ một mình em thôi, lặng lẽ ôm bao nỗi buồn. Từ nay thôi hết những ngày dấu yêu. Đắng cay đọng lại trên môi, đau đớn khóc thân mỗi tim. Từ đây thôi nhé, thương nhớ chỉ hai ơi. Gì vậy mẹ? Sao mẹ lại hốt hoảng như vậy? Con gọi con tới tận đây nữa. Vô nhà đi rồi mẹ nói. Bữa nay mẹ còn thành dân đưa Mỹ Ngọc lên chùa làm công quả rồi, tới chiều mới về. Vô nhà đi con. Con ngồi xuống mẹ. Con ngồi xuống đi. Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ hốt hoảng vậy? Con kêu con sang tận đây nữa. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ à, có chuyện gì vậy? Rõ ràng chính mắt mẹ đã nhìn thấy Khánh Băng. Chính mắt mẹ đã nhìn thấy. Mẹ à, làm sao có chuyện đó được? Nếu như Khánh Băng thật sự còn sống, liệu cô ta có bỏ qua cho mẹ con mình không? Là chính mắt mẹ nhìn thấy rõ ràng. Bộ con không tin mẹ hay sao? Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh đi. Mẹ à, mẹ uống nước đi. Tỉnh đi mẹ. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Có chuyện gì hãy kể lại cho con biết. Là mẹ nhìn thấy thật, hay là mẹ quá lo sợ rồi tưởng tượng ra? Là chính mắt mẹ nhìn thấy. Lần trước mẹ nhìn thấy Khánh Bằng ở trung tâm thương mại. Mẹ không nói cho con biết vì mẹ hy vọng là mẹ qua mắt. Nhưng mà từ hôm đó tới nay, thật sự lòng mẹ không có yên. Cho nên mẹ cố tình tới nhà Khánh Băng để dò la. Kim ơi, là Khánh Băng thiệt rồi con ơi. Chính là nó.
Mẹ à, con thấy chuyện này thật là vô lý. Rõ ràng con và mẹ chính mắt nhìn thấy cô ấy chết như thế nào mà. Tại sao mẹ có thể thấy cánh băng còn sống ở nhà cô ấy được? Thiệt mà, chính mắt mẹ nhìn thấy rõ ràng, ở một khoảng cách rất gần, không thể nhầm lẫn được con à. Đúng là cánh băng thiệt mà con ơi. Mẹ à, mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đi. Dù sao chứ còn có con, mẹ đừng có sợ. Kim à, lỡ như cánh băng nó đi tố cáo, rồi họ sẽ phát hiện ra cái chết của vợ chồng ông Thuận, của Đăng Duy đều là do. Mẹ đừng có tự giác mình nữa, không có sao đâu. Cho tới hôm nay vẫn không ai biết mẹ con mình dính líu tới cái chết của Khánh Băng. Mẹ nghĩ coi, nếu Khánh Băng thật sự còn sống, tại sao cô ấy để yên cho mẹ con mình? Mẹ biết là như vậy, nhưng mà rõ ràng là Khánh Băng, là Khánh Băng con ơi. Mẹ đã nhìn thấy Khánh Băng. Kim ơi, cô phải nghĩ ra cách gì đó, không thể để Khánh Băng đi tố cáo được. Mẹ đã khổ sở lắm mới đi được tới ngày hôm nay. Giả sản này, giả sản này sắp về tay mẹ con mình rồi. Không thể để Khánh Băng hủy hoại nhà con, nghe. Được rồi, cô sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này. Tâm trạng của mẹ không được tốt chút nào. Mẹ chưa ăn gì đúng không? Con đưa mẹ ra ngoài ăn chút gì đó để cho mẹ bình tâm. Rồi mẹ nói lại địa chỉ của họ cho con biết, để con tìm hiểu thật hư như thế nào. Mẹ sợ. Mẹ sao vậy? Con lấy đồ để dẹp cái ly bể, rồi con sẽ đưa mẹ ra ngoài ăn nghe. Mẹ bình tĩnh đi, đừng có sợ. Mẹ, uống nước đi. Mình phải lập tức rời khỏi đây. Đây là nhà của Mỹ Ngọc, của anh Đăng Duy. Mình không thể bắt con bé sống vất vả với mình, trong khi bọn họ nhẫn nhơ chiếm đoạt gia sản này. Mình đã gián tiếp tay cho bọn họ gây chuyện. Mình không thể trốn chạy được, không thể. Nhưng mà mình biết làm sao đây. Đăng Duy ơi,
Không ngờ em chỉ là con cờ trong tay của người ta, bị người ta lợi dụng. Là em hại anh rồi Đăng Duy ơi. Tất cả là tại em hết. Bây giờ không phải là lúc để mình khóc lóc. Phải bình tĩnh. Mình phải làm cái gì đó. Mình không thể chạy trốn. Không thể nào ngồi yên được. Anh Đăng Duy ơi, chỉ cho em biết em phải làm gì đi. Bây giờ anh phải chỉ cho em làm cách nào đi anh ơi. Em không thể ngồi yên. Em không thể ngồi yên được. Nếu bây giờ mình đi tố giác thì không có bằng chứng, ai tin mình? Họ sẽ cho rằng mình lợi dụng lúc không có anh Đăng Duy, muốn vu khống để chiếm tài sản. Chi bằng họ đã diễn trò với mình, mình sẽ diễn với họ để chờ thời cơ, chờ sơ hở của họ. Nếu như con Khánh Bằng thật sự còn sống thì tại sao Đăng Duy nó không biết? Đăng Duy không thể nào tiến tới với Thanh Vân nếu như Khánh Bằng còn sống. Không lẽ hồn ma của nó hiện về để dọa mình? Nếu như hồn ma hiện về thì những người này đã không tha cho mình rồi. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Bao nhiêu khó khăn mình còn vượt qua được mà. Chuyện này mình vẫn sẽ giải quyết tốt thôi. Phải, sẽ ổn thôi. Không sao, không sao.
Mình phải làm sao đây? Mình biết phải làm sao đây? Đi báo công an. Mình sẽ báo công an. Mà không được, mình đâu có bằng chứng gì, làm sao để công an tin mình chứ? Công an chưa kịp tin mình thì liệu mạng sống của Mỹ Ngọc, của mình và của mẹ nữa có được an toàn không? Hay là nhờ bạn bè của anh Đăng Duy giúp đỡ, anh Tuấn Kiệt, chị Thiên Kim, hai người đó rất thân thiết với anh Đăng Duy. Phải rồi, mình sẽ nhờ họ giúp. Nhưng vừa rồi những rắc rối xảy ra ở công ty là do ai làm? Mình có thể tin ai bây giờ? Những lúc mệt mỏi và căng thẳng, điều em cần làm là đừng làm gì hết. Hãy để cho đầu óc được thư giãn và tâm trí được bình tĩnh. Khi đó thì tự nhiên em sẽ biết là mình nên làm gì. Phải rồi, mình phải bình tĩnh. Em sẽ làm theo lời anh. Em sẽ làm theo lời anh. Cậu Khiêm, cậu khá lắm, xứng đáng để đánh đổi lắm. Được. Vô đi. Không biết là chú tìm hiểu tới đâu rồi? Cậu có đảm bảo những thông tin mà cậu có được là chính xác không? Nếu như không chắc chắn tính xác thực của nó, làm sao tôi có thể ra điều kiện với chú? Nếu đúng vậy thì cậu giỏi thật đó. Những thông tin tuyệt mật của nội bộ Phát Đạt mà cậu cũng lấy được nữa. Đây chỉ là những dự án trong tương lai thôi. Còn hiện tại tôi cũng đang tìm hiểu những dự án còn dở dang, thì tất nhiên là tôi tìm hiểu điểm yếu của nó để tấn công. Nói chung là còn nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta phía trước. Được, tôi hứa vị trí phó tổng sẽ là của cậu. Đây nè, chị đẹp hơn chứ. Em không bằng chị đâu. Nè. Mình ngồi ở đâu đây? Mình qua kia đi chị. Ồ. Anh. Sao rồi? Họ vào bên trong rồi. Thank you.
Anh ơi. Xin lỗi anh. Cô là ai vậy? Có chuyện gì? Anh. Đi thôi. Cô. Sao vậy? Cô là. À. Tôi là Khánh Băng. Chị. Anh đã từng quen biết tôi sao? Tôi. Cô là Khánh Băng sao? Khánh Băng. Khánh Băng có phải đã chết rồi sao? Phải. Hơn một năm trước tôi bị tai nạn suýt chết. Khi tôi hồi phục thì trí nhớ của tôi tạm thời mất đi. Gia đình tôi vẫn đang muốn giấu giếm chuyện này, chờ tôi thực sự bình phục. Bộ anh đã từng quen biết với tôi đúng không? Quan hệ giữa anh và tôi như thế nào vậy? Anh kể cho tôi nghe được không? Không. Anh có thể nói cho tôi biết anh và tôi quen biết ra sao? Hả? Kể tôi nghe đi. Sao vậy? Không, tôi không quen biết gì cô hết. Tôi với Khánh Băng chỉ là quen biết bình thường thôi. Tôi đang có việc gấp, tôi xin phép cô. Ê, nè, khoan đã. Nè, anh còn chưa nói cho tôi biết tên anh là gì. Anh ở đâu, liên lạc với anh làm sao? Bây giờ nếu muốn tìm anh tôi phải làm như thế nào? Chị, thôi chị. Anh còn chưa nói cho tôi biết mà. Tôi tên là. Tôi nghe nè, bà đang ở đâu vậy? Tôi tới liền. Mình đi chị. Đó chính là Khánh Băng. Mẹ không nhìn lầm đâu. Không chết trong tai nạn mà bị mất trí nhớ, làm sao có chuyện này được? Vô lý. Hết sức vô lý. Không đời nào. Rõ ràng làm đám tang chôn cất, xây mồ mả, mẹ đều tận mắt chứng kiến. Sao có chuyện sống lại như vậy được chứ? Mà nếu Khánh Băng chưa chết, sao Đăng Duy nó không hay biết gì hết? Mẹ à, hay là họ làm đám tang chôn cất chỉ là muốn dứt khoát với Đăng Duy, vì họ nghĩ là Đăng Duy đã gián tiếp hại chết Khánh Băng. Có khi họ muốn đưa Khánh Băng ra nước ngoài để Đăng Duy không tới lui nữa. Vô lý. Vợ chồng ông Sơn không phải là kiểu người có thể làm như vậy. Vậy người giống Khánh Băng vừa rút lại, tại sao cô ta tự nhận mình là Khánh Băng? Cái này thì mẹ không biết. Mẹ chưa từng nghe Khánh Băng nói là có chị em sinh đôi. Lúc mới nhìn thấy Khánh Băng, thực sự mẹ rất sợ hãi. Nhưng khi bình tâm nghĩ kỹ lại, mẹ thấy còn nói không sai. Cho tới hôm nay vẫn không ai khơi lại cái chết của Khánh Băng. Mình không phải hoảng sợ. Cho dù con nhỏ đó có thật là Khánh Băng, không phải nó nói muốn liên lạc với con sao? Chắc chắn nó sẽ gọi cho con. Con hãy xác minh. Nếu nó đúng là Khánh Băng tạm thời bị mất trí, không nhớ gì những sự việc đó, nếu đúng như vậy thì một lần nữa chúng ta sẽ làm cho chuyện đó mãi mãi bị chôn vùi. Sao hồi nãy chị nhận mình là Khánh Băng vậy? Tại vì thái độ của anh ấy nhìn thấy chị vô cùng kinh ngạc, như là nhìn thấy ma vậy.
tự nhiên chị muốn đùa giỡn một chút. Mà nè, em đừng có mét lại ba mẹ nha chưa. Ừ. Nè. Ừ. Mà em không biết ảnh có mối quan hệ như thế nào với Khánh Băng hả? Bạn bè của chị Khánh Băng thì em chỉ biết những người thân thiết thôi. Trong số đó không có anh này. Ừ. Không sao, từ từ chị sẽ tìm hiểu. Bọn chị định liên lạc với anh ta thiệt sao? Dĩ nhiên. Vui mà. New game or play game? Khó khăn lắm tôi mới lấy được tài liệu này. Những gì anh đã hứa với tôi anh còn nhớ chứ? Đương nhiên, một khi thâu tóm được Phát Đạt chắc chắn anh sẽ có phần. Tình hình Phát Đạt đang rối ren, anh phải lợi dụng lúc này làm cho rối ren hơn nữa. Phát Đạt càng rối chúng ta càng có lợi, anh hiểu chứ? Có tin gì mới tôi sẽ chủ động liên lạc với anh. Ừ, tôi về. Khoan đã, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Tôi muốn hỏi chuyện của Khánh Băng. Sao tự nhiên anh lại nhắc tới Khánh Băng? Cô ấy qua đời từ lâu rồi mà. Tôi biết, nhưng hôm trước tình cờ tôi gặp một người rất giống Khánh Băng. Không phải rất giống mà là như cùng một người vậy. Làm gì có chuyện vô lý đó. Chính mắt tôi đã nhìn thấy rõ ràng là Khánh Băng. Tào lao, làm gì có chuyện đó. Khánh Băng đã chết rồi, đám tang mồ mả rành rành ra đó. Chắc là chỉ là người giống người thôi. Nè, đi khám mắt lại đi. Mày lại cắn tao. Bộ tao nói vậy không phải sao? Ừ? Cô đúng là bậc thầy của nói xạo đó. Hết hồn à. Anh làm gì vậy? Theo dõi tôi hả? Tôi nói láo đó. Có sao không? Nếu như anh ở vào vị trí của tôi, anh có dám nói cho mẹ anh biết anh đang đi giúp việc nhà cho một cậu chủ vô cùng khó ưa, khó lòng khó chịu không? Anh có dám nói cho mẹ anh biết là anh phải nhẫn nhục chịu đựng như thế nào không? Nhẫn nhục? Cô có nhẫn nhục sao? Tôi thấy tội nghiệp cho nhân viên của anh ghê. Mai mốt tôi mà đi làm gặp người sếp giống anh, chắc tôi xin nghỉ việc sớm. Sao lúc này cô không bỏ việc đi? Tại lúc này tôi đang cần tiền. Cần tiền cho nên thân gái với tôi mới làm thuê làm mướn cho anh. Anh đối xử với tôi như vậy, tôi rủa cho anh ế cả đời, cho con gái người ta đỡ khổ. Cảm ơn cô đã nguyện rủa tôi. Cô bây giờ cứ tiếp tục trò chuyện với mấy con dịch đá của cô đi. Chúc vui vẻ. Ngoài này trời lạnh lắm đó con. Vô nhà đi, không thôi con bệnh đó. Dân à, nhìn con như vậy, mẹ không nỡ để con một mình trong hoàn cảnh này. Nhưng mà đây là nhà của người ta, mẹ ở lâu cũng không có tiện, cho nên
tính ngày mai mẹ sẽ về quê. Con cũng định nói với mẹ như vậy á. Con có muốn về nhà với mẹ hay không? Lúc nào con cũng muốn ở với mẹ. Ở bên cạnh mẹ con không có gì phải lo toan buồn phiền. Nhưng mẹ cũng biết đó, con không thể rời khỏi đây trong lúc này. Con còn phải chăm sóc Mỹ Ngọc, còn phải lo cúng tuần cho anh Đăng Duy. Tội nghiệp cho con gái của tôi, sao con lại trung chương như vậy chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng có lo cho con, con sẽ không sao đâu mẹ. Nè, con hãy gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ lên liền với con. Dạ. Tới đây. Tôi tới để gặp anh. Tôi rất muốn biết chuyện quá khứ của mình. Tôi hy vọng là anh có thể kể cho tôi nghe mối quan hệ giữa chúng ta. Có được không? Thật ra mối quan hệ giữa tôi và cô cũng không có gì đặc biệt. Tụi mình cũng không thân thiết gì hết. Đám tang của tôi anh có tới không? Cô nói cái gì mà nghe ghê quá vậy, làm cho tôi sợ đó. Tôi hỏi thật mà, tôi chỉ muốn xác định mối quan hệ giữa tôi và anh thân tới mức nào thôi. Thật ra sau đó một thời gian tôi mới nghe tin cô mất. Thì ra vậy, giữa tôi với anh đúng là chẳng có thân thiết gì hết. Càng nhìn anh, tôi thấy anh càng có nhiều điểm rất là thu hút. Sao trước kia tôi lại không thân với anh vậy cả? Cô nói giỡn hả? Không, tôi nói rất thật lòng, không có giỡn chút nào hết. Hy vọng từ bây giờ tụi mình sẽ là bạn tốt. Trước khi muốn trở thành bạn tốt với tôi, cô hãy nói thật cho tôi biết. Cô là ai? Em mời anh ăn cơm với chị em. Đâu có anh hai đâu. Sao ngày nào chị hai cũng mời anh hai ăn cơm hết vậy? Chỉ cần trong lòng chị em mình có anh hai, cho dù anh hai ở đâu, anh hai em cũng sẽ biết. Chị nói gạt em. Chị không có gạt em đâu, mẹ chỉ nói như vậy đó. Em ăn đi. Em không có muốn ăn cơm, em muốn gặp anh hai à. Em nuốt không có nổi. Mỹ Ngọc à, em phải nghe lời chị. Chị cũng đau lòng lắm, cũng không muốn ăn uống gì đâu. Nhưng chị em mình nhất định phải sống, nhất định phải làm cho anh hai em yên lòng. Để làm được điều đó, bắt buộc mình phải ăn, phải ngủ. Em hiểu không? Em nhìn chị ăn nè, rồi bắt chước nha.
Nuốt không trôi cũng phải ráng mà nuốt. Hai chị em mình bắt buộc phải làm như vậy. Dạ. Ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên. Em không nuốt nổi. Không nuốt nổi cũng phải ráng mà nuốt. Dạ. Cái anh này kỳ ghê thôi. Tôi đã nói tôi là Khánh Băng. Tôi là Khánh Băng mà còn hỏi tôi là ai nữa. Không đúng. Tôi đã hỏi những người từng thân thiết với Khánh Băng. Họ nói Khánh Băng đã chết. Chắc chắn là như vậy. Những người từng thân thiết với tôi sao? Những ai vậy? Anh cho tôi số điện thoại, địa chỉ. Tôi sẽ tự liên hệ với họ để tìm lại thân phận của mình. Được không? Nếu cô đúng thật là Khánh Băng thì những người thân trong gia đình sẽ nhắc cho cô nhớ lại mọi chuyện. Cần gì phải tìm đến tôi hay những người khác để nhớ lại mọi chuyện? Vậy là anh không biết rồi. Biết cái gì? Có một lần tôi nghe người nhà tôi nói chuyện với nhau. Hình như là lần đó tôi suýt chết không phải vì tai nạn, mà là do tôi tự tử. Cô tự tử à? Hình như là tôi tự tử vì tình. Cho nên khi tôi sống lại, ba mẹ tôi lập tức đưa tôi ra nước ngoài, giấu nhẹm hết mọi chuyện, không muốn tôi nhớ lại bất cứ chuyện gì hết. Nè, anh giúp tôi đi. Tôi muốn biết quá khứ của mình. Anh giúp tôi nha. Thôi được, tôi sẽ giúp cô tìm lại quá khứ của mình. Cảm ơn anh nhiều nha. Ngày xưa, sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất và được yêu thích nhất. Xanh lá nói: tôi quan trọng nhất, tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Màu xanh lá cây. Em có biết tại sao người lính phải mặc áo màu xanh không? Tại sao vậy? Thì tại vì khi mà đi trong rừng, người lính mặc áo màu xanh thì sẽ không ai thấy họ nữa. Hả? Thì ra là vậy. Ôi da, con kiến nó cắn em. Đây chị coi. Em cảm ơn chị. Nhưng mà nếu ngứa em đừng có gãi nha. Gãi nó sẽ bị trầy đó. Dạ. Em chỉ đập như vậy thôi. Dạ. Tặng cho chị nè. Cảm ơn. Nè. Chị đẹp quá à. Đâu, đưa chị coi coi. Nè, nó cắn em nè. Trời ơi, hên là không phải kiến bà khoan đó. Con kiến đó mà cắn là độc lắm. Nhưng mà có chị hai gãi hết ngứa rồi. Em nhớ là chỉ được đập như vậy thôi. Đập đi chị hai. Chuẩn bị đồ hết rồi. Anh Đăng Duy. Sao cậu không chuyển cậu Đăng Duy lên bệnh viện vậy? Nếu anh chịu lên bệnh viện á, con đâu có gọi nhờ chú đâu. Anh nhất quát không cho con gọi cấp cứu. Mà con thấy máu ra nhiều quá, con mới nhớ là thiếp giỏi về thuốc nam, cho nên con mới gọi cho chú. Để tôi cầm máu rồi nói cho cậu ấy thang thuốc. Dạ. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy mình tính sao. Nè. Dạ. Sao còn báo công an để họ trợ giúp phụ chứ? Trời ơi, con cũng biết anh đang nghĩ gì nữa.
cả công an, ai cũng cho con gọi. Bây giờ con cũng biết sao nữa. Sao kỳ vậy ta? Thì phải chờ cậu ấy tỉnh dậy thì mới hỏi chứ. Anh Đăng Duy, anh Đăng Duy. Đăng Duy nó sẽ không về nữa. Bác đau lòng quá con ơi. Nó còn trẻ như vậy mà. Con xin bác đừng quá đau lòng. Bác còn phải làm chỗ dựa cho chị Thanh Vân và Mỹ Ngọc. Bác biết chứ, trước mặt hai đứa nó bắt đầu có dám khóc. Ông trời sao thật bất công. Một đứa con hiếu thảo giỏi giang như Đăng Duy sao lại giáng số tới như vậy chứ. Chào anh. Chị có dự định những ngày sắp tới chị sẽ như thế nào không chị Thanh Vân? Tôi cũng không biết nữa. Trước khi đi, anh Đăng Duy dặn tôi chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cho Mỹ Ngọc. Bây giờ tôi chỉ biết làm đúng theo lời ảnh thôi. Tội nghiệp tụi con quá. Em không hiểu tại sao chị Thanh Vân lại làm điều đó với anh. Nhưng theo quan sát của em, em thấy chị ấy thương yêu Mỹ Ngọc rất là thật lòng. Và có lẽ chị ấy cũng thật lòng yêu thương anh. Tạm thời gác chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ sức khỏe của anh cũng đã tạm ổn rồi. Cậu đưa anh đi gặp nhân chứng trong vụ tai nạn của mẹ anh đi. Anh muốn biết rõ mọi chuyện. Ngày sáng ngày mai chúng ta lên đường nha. Không cần phải đi đâu hết. Nhân chứng ở ngay đây. Thêm nói tiếp đi. Tại sao lại im lặng như vậy? Tôi có thể khẳng định với cậu là mẹ cậu không phải chết vì tai nạn, mà có người cố tình đẩy mẹ cậu. Có người đẩy mẹ con? Ừ. Có người cố tình hãm hại mẹ con với em con hả Thiếp? Đúng vậy. Chỉ tiếc là lúc đó tôi không thấy rõ mặt của người đó. Nhưng tôi biết chắc đó là người phụ nữ, vì có chiếc vòng tay bằng ngọc màu đỏ. Vòng tay bằng ngọc màu đỏ thì chỉ có mẹ Thúy
và dì Tư là ai đã làm chuyện này. Thời gian qua tôi đã rất ân hận vì sự ích kỷ của tôi mà kẻ hãm hại bà chủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đăng Di, hôm nay vợ chồng tôi chăm sóc cho cậu là mong để chuộc lại phần nào tội lỗi. Tại sao năm đó chú Thiếu không chịu nói ra? Tại sao vậy hả chú Thiếu? Tại sao vậy hả? Vợ chồng tôi xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi cậu. Tại sao chú Thiếu lại có thể đối xử với gia đình con như vậy chứ hả? Vì tôi hận ba cậu. Tôi hận ông ấy. Hận ba con hả? Đúng vậy. Ông chủ, có người phát hiện ra tôi rồi. Họ nghĩ tôi lái xe gây tai nạn cho nên đã gọi công an rồi. Rồi bây giờ chú Bảy tính sao? Đằng nào cũng lỡ rồi, bây giờ nếu có nói gì họ cũng cho rằng tôi là người lái xe gây ra tai nạn. Ông chủ đừng nói gì hết nha, cứ để cho tôi đối phó. Trời ơi, rồi cái người tôi tông làm sao hả? Người đó đã chết rồi ông chủ. Ông chủ, tôi có nghe nói là vợ của nạn nhân mang bầu sắp sanh rồi bị sảy thai phải không chủ? Có phải vậy không? Ừ, tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra. Tôi không bao giờ quên ơn chú Bảy đâu. Vì tôi bị bệnh, không lái xe đưa ông chủ đi đêm đó, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Chuyện này cũng có phần lỗi của tôi trong đó. Với lại mình tôi đi tù á thì có thể cứu được nhiều người. Ông chủ mà có mệnh hệ nào thì gia đình, sản nghiệp tiêu tan hết. Chỉ tiếc là ông chủ lại bỏ lại người ta. Giá như đưa người bị nạn đi cấp cứu, chú Bảy phải thông cảm cho tôi. Bởi vì lúc đó tinh thần của tôi hoảng loạn, với lại tôi sai quá, không còn đủ sức mà lo cho vợ chồng ông ấy. Tôi ân hận quá. Mà thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nói gì đi nữa cũng không thể cứu vãn được. Tôi đã nhờ luật sư giỏi nhất để lo vụ này cho chú, và cũng đã cho người dàn xếp với gia đình nạn nhân. Hy vọng họ sẽ không làm khó dễ, cho dù có tốn hao bao nhiêu đi nữa. Bằng mọi giá tôi sẽ đưa chú ra khỏi nơi này trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn ông chủ. Chú Bảy đừng lo lắng gì hết, tôi không để cho vợ con chú thiệt thòi bất cứ điều gì đâu. Dạ, mọi chuyện tôi nhờ cậy hết vào ông chủ. Ừ, chuyện ba con gây ra tai nạn nó chối bỏ là thật sao chú? Bà nhà tôi cạn nghĩ, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Ngày đó cũng đâu hẳn là lỗi của ông chủ. Ông chủ không hề ép tôi đứng ra nhận, một phần cũng lỗi do tôi. Tôi biết một bí mật mà có thể khiến ba anh và cả gia đình anh phải ân hận vì đã đối xử sai lầm với tôi đó. Ba con, sao có thể làm được những chuyện vô lương tâm đến như vậy? Anh có biết tại sao anh Tú Kiệt hận anh không? Mà không, chính xác là hận ba anh mới đúng. Cậu Lê muốn nói ba anh lại làm điều gì không phải với gia đình Tuấn Kiệt hay sao? Phải, công ty nhà anh Tuấn Kiệt phá sản, ba mẹ anh ấy bị chết là do ba của anh. Đều là do ba của anh. Em đã từng được xem qua hồ sơ, những ghi chép và cả những mẫu đối thoại được bí mật thu lại, thì sự thật đúng là như vậy. Tại sao ba tôi lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Đụng chết người rồi bỏ chạy, đưa chú Bảy ra ngồi tù thai, nó còn dồn ba mẹ Tú Kiệt vào chỗ chết. Trời ơi, sao ba tôi có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Anh Đăng Duy, anh bình tĩnh lại đi. Chuyện đó đã qua lâu rồi, chuyện cần làm bây giờ anh phải nghĩ ra cách gì đó để vạch mặt kẻ thù, bảo vệ gia sản của nhà anh. Ha 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 ha
giành mặt kẻ thù, bảo vệ gia sản. Ai là kẻ thù? Hay chính người đó mới là thù ba anh? Vì lập nên một gia sản mà nó chỉ toàn máu và nước mắt thì nó có ý nghĩa gì chứ? Cái gia sản được dung bồi bằng xương máu của người khác, tôi không cần. Tôi không cần. Tôi không cần. Anh Đăng Duy. Anh Đăng Duy. Anh Đăng Duy. Nè, ba! Ba ở đâu rồi? Tại sao ba lại là người như vậy? Ba luôn dạy bảo tụi con phải thành người tốt, mà tại sao ba lại có những hành động lạ lùng như vậy? Ba sẽ nói là vì gia đình mình, là vì sản nghiệp này, là vì muốn tụi con có cuộc sống giàu sang chứ gì. Ba nhìn con đi, ba nhìn cái thân tàn tạ ba dạy này của con đi. Có phải là được thừa hưởng những điều tốt đẹp từ ba không? Ba nhìn con đi. Anh Đăng Duy, anh đừng suy sụp như vậy. Anh hãy cố lên. Ở đây, ngoài này lạnh lắm, vết thương của anh á chưa ổn định đâu. Đi, đi với em, đi về nhà chú Bảy đi anh Đăng Duy. Em nói đi, bây giờ anh còn có thể giá cái mặt này về nhà chú Bảy nhờ những điều nhục nhã như vậy sao? Chú Thím không bao giờ trách giận về anh đâu. Nhưng điều xấu xa tự mình phải biết, sao phải chờ người ta nhắc nhở chứ? Anh tự thấy mình không có lý do nào để trở về nhà của chú Bảy. Anh sẽ ở lại đây. Ở lại đây hả? Sao anh lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Chú đã hắn đời anh. Mặc dù anh không được chọn lựa, anh không có một người cha như vậy, nhưng còn mang dòng máu của cha anh, anh phải trả nợ cho ông ấy. Vì nơi này mới có thể giúp anh không nghe không thấy gì những điều xấu xa mà ba anh đã gây ra. Khởi à, cậu giúp anh một chuyện đi. Anh nói đi, anh muốn em giúp anh chuyện gì? Nghĩ cách nào, mẹ cũng thấy chuyện Khánh Bằng đội mồ sống vậy là khó tin. Thời gian đó rõ ràng ông bà Sơn và Khánh Hà vô cùng đau khổ. Không thể có chuyện con gái không chết mà lại đi làm đám tang, rồi còn đưa quan tài đi chôn cất nữa. Mẹ cứ bình tĩnh đi, con đã có cách đối phó với cô ta rồi.
thì đã đến nước này rồi, không thể để bất kỳ ai ngán đường chúng ta. Mình còn rất nhiều việc phải làm, cô không có thời gian để phân biệt đâu là giả đâu là thật. Cô ấy đã nhận mình là Khánh Băng thì con sẽ xem cô ấy là Khánh Băng. Con nói rất đúng, đích đến đang ở trước mắt. Mẹ tin con trai của mẹ đủ sức vượt qua chút khó khăn này. Cậu ráng chịu đau một chút nha. Thuốc này là tôi lên núi, tới làng của người dân tộc, năn nỉ xin mới có được. Vừa uống vừa thoa, cậu thấy còn hiểu ghê chưa? Mới đó mà vết thương sắp lành hết rồi. Còn cái chân của cậu cũng may là bị rạn thôi chứ không có bị gãy. Nếu gãy phải mất nhiều thời gian mới hồi phục được. Cậu thiệt là phước lớn mạng lớn đó nghe. Thuốc tôi mới sắc xong, vừa đủ ấm. Cậu uống đi cho mau khỏe. Anh Phục, xin anh tha lỗi cho tôi, để tránh tai mắt của mọi người. Hôm nay tôi mới tới đây cúng bái anh cho đúng lễ. Anh yên tâm đi, tôi nhất định không để cho anh ra đi oan ức như vậy đâu. Nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ thủ ác. Bao nhiêu năm xa cách, anh em mình gặp lại, chưa kịp uống với nhau ly rượu tương phùng thì nay tôi đã phải kính anh ly rượu tiễn biệt. Mong anh sớm siêu thoát, tái sinh một đời sống mới tốt đẹp hơn. Tôi có tội với anh. Tôi biết ai là hung thủ nhưng lại che giấu không dám nói ra. Xin anh hiểu cho tôi. Tôi biết ảnh cũng không cố ý, chắc chắn phía sau cũng có điều gì ẩn khúc. Khoan đã, dừng lại, anh phóng tao lên giùm tôi đi. Có phải xe này không? Không phải. Tại nó giống chiếc xe bị mất của tôi thôi. Nhưng mà không phải đâu. Thôi, tôi cảm ơn anh nhiều nha. Ừ. Anh hai, em phải làm sao mới đúng đây? Anh nói cho em biết, trước tình cảnh này em phải làm sao đây?
Tôi và anh Đăng Duy sẽ tìm hiểu ra sự thật, lôi đầu kẻ chủ mưu ra. Khi ấy tôi sẽ đưa anh tôi tới đây dập đầu tạ tội với anh. Mong anh yên nghỉ. Anh Phục, anh sẽ không trách anh đâu. Thì trả lời luôn đi. Bởi vì đây là loại cây duy nhất sống trong khô cằn mà không cần nước. Đó là biểu tượng cho sức mạnh và sự sống nên tôi thích nó. Ê, trong kia nhiều quá kìa. Trời ơi, đẹp quá. Wow, oh my god. Người từng thân thiết với tôi sao? Thật ra tôi đưa cô tới đây là để muốn nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi tôi? Vì tôi không giữ được lời hứa với cô. Khi tôi nói với họ là cô còn sống, cô muốn gặp mặt, họ nhìn tôi như nhìn một người thần kinh. Tôi không đưa được họ tới gặp cô, nên tôi chọn nơi phong cảnh hữu tình này để nói lời xin lỗi. Hy vọng cô đừng trách tôi. Đúng là phong cảnh ở đây quá yên bình, tôi rất thích. Chắc là tôi không giận được anh rồi. Phải, cô đừng giận tôi nha. Thôi, tôi không đùa với anh nữa. Vì anh đã có công chở tôi đến một nơi đẹp như vậy, cho nên tôi quyết định nói cho anh nghe một sự thật. Là sự thật gì? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khánh Linh, người chị song sinh của Khánh Băng. Chị song sinh à? Cô lại đùa giỡn với tôi sao? Cho dù tôi với Khánh Băng không phải là bạn bè thân thiết, nhưng mà tôi biết rõ Khánh Băng không hề có chị em song sinh. Đây lại là một câu chuyện dài, anh có thời gian nghe tôi kể không? Được. Ok. Con cũng biết lâu nay bác rất thương con, đúng không? Dạ con biết. Bác rất vui mừng khi con và Đăng Duy sắp làm đám cưới. Có được đứa con dâu như con, bác hài lòng lắm. Nhưng Đăng Duy nó vắng số, bác càng nghĩ càng thương con đứt ruột. Sao người đàn bà này có thể diễn hay tới vậy? Nếu hôm đó mình không tình cờ phát hiện ra sự thật thì lúc này chắc hẳn mình cảm động lắm. Thanh Vân, Thanh Vân, con nghĩ gì mà ngồi đờ người ra vậy? Dạ không. Đặng Duy nó vắng số, nhưng mà
coi như nó cũng đã yên phần rồi. Còn con cũng nên nghĩ cho bản thân của mình đi chứ. Bác không nỡ thấy con chôn vùi cuộc đời mình trong ngôi nhà này. Bác nói vậy là sao hả bác? Bác muốn đuổi con ra khỏi nhà này hả bác? Làm sao mà bác đuổi con chứ? Tuổi đời của con còn rất trẻ, con với Đăng Duy cũng chưa thật sự là vợ chồng. Bác còn gánh vác những cái gánh nặng của gia đình này, bác thấy bất công với con quá. Bác sẽ cho con một số vốn rời khỏi căn nhà này, quên hết những chuyện đau buồn, tìm một người khác mà xây dựng gia đình nghe con. Không, bác ơi, hiện nay con không có tâm trí nào để nghĩ tới chuyện đó. Anh Đăng Duy mới mất chưa lâu, con không đành lòng rời xa nhà này, không đành lòng rời xa Mỹ Ngọc. Bác có thể nào cho con ở lại đây thêm với Mỹ Ngọc một thời gian nữa được không bác? Sao lại không được chứ? Bác chỉ nghĩ cho tương lai của con nên bác mới nói vậy thôi. Con cảm ơn bác. À, quên nữa, bác có điều này muốn hỏi con. Dạ. Bác hỏi điều gì? Trước đây Đăng Duy có nói với bác, nó có mở một tài khoản ở nước ngoài. Nhưng con cũng biết tánh của bác rồi đó, không có quan tâm gì tới mấy chuyện này, nghe rồi quên luôn. Ai dè Đăng Duy nó ra đi đột ngột như vậy. Bây giờ muốn kiểm tra tài khoản đó thì lại không nhớ ra. Con có từng nghe Đăng Duy nhắc tới chuyện đó không con? Dạ không. Con chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc tới tài khoản gì đó ở nước ngoài hết. Cũng là tại bác lúc trước không chịu để tâm. Thành Dân, con ráng nhớ giùm bác nghe. Nhớ lại coi Đăng Duy nó có từng đề cập vấn đề gì tương tự như vậy hay không. Nghe con. Cho nên bác cần phải lấy lại những công sức của bác trai đã gầy dựng suốt bao nhiêu năm trời. Dạ. Anh thấy câu chuyện của tôi có ly kỳ không? Đúng thật là quá ly kỳ. Cho nên cả nhà tôi đều nghĩ mọi chuyện đều do em gái Khánh Băng của tôi sắp đặt. Trước giờ tôi vốn không tin mấy chuyện như vậy, nhưng lần này nghĩ kỹ tôi thấy cũng có lý. Trước kia ba mẹ tôi tìm kiếm tôi khắp nơi mà không thấy, đến khi Khánh Băng mất, Khánh Hà lại tìm thấy tôi hết sức tình cờ. Cho nên từ chuyện của tôi, anh hãy nhớ một điều: đừng bao giờ làm chuyện gì sai trái. Chỉ có thể che giấu được con người, chứ ma quỷ, thánh thần xung quanh đều nhìn thấy hết đó. Mấy chuyện mê tín dị đoan như vậy mà cô cũng tin à? Theo tôi, đó chỉ là trùng hợp. Tin hay không tin cũng chẳng sao, chỉ cần tin nhân quả là đủ. Yêu thương rồi sẽ về với yêu thương mà, có đúng không? Nè, tôi đã kể chuyện của tôi cho anh rồi, bây giờ tới lượt anh đó. Tôi? Anh cũng phải kể chuyện của anh cho tôi nghe, vậy mới công bằng chứ. Chuyện của tôi có gì đâu mà kể. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà. Tôi rất tò mò đó. Anh kể đi. Kể đi mà. Năn nỉ, kể đi. Kể nha. Kể đi. Hai bác, chị Khánh Băng, anh Đăng Duy, mọi người chỉ cho con biết đi,
con phải làm cách nào mới có thể bảo vệ được cho Mỹ Ngọc, bảo vệ được tài sản thuộc về em ấy. Làm sao anh còn có thể tin em được nữa đây? Em không biết phải nói sao cho anh hiểu được lòng mình. Anh hãy tin em một lần này thôi, có được không anh? Em biết là em không còn tư cách để kêu anh tin em, nhưng thật sự em muốn, em muốn làm điều gì đó để chuộc tội. Em khờ quá. Chỉ cần em muốn thì em sẽ làm được thôi. Là sao? Em không hiểu. Em không thể nào ngồi yên một chỗ mà làm được chuyện. Phải hành động mạnh mẽ và dứt khoát. Cái nào không biết thì em phải hỏi. Vậy thôi. Em sẽ làm được mà, đúng không? Anh tin em sao? Không thù ghét em hả? Em khờ quá. Sao anh lại có thể thù ghét em chứ? Chị mới gặp người ta có một lần, chị nghĩ là chị hiểu hết người ta sao? Coi chừng chị bị cái vẻ bề ngoài của anh ta lừa đó. Nè, em nói em không quen biết anh ấy, nhưng chị có cảm giác em không có thiện cảm với ảnh. Tại sao vậy? Trời, chị quên rồi hả? Nè. Oh, really? Có thể nói anh ta là kẻ săn gái lão luyện, trẻ không tha, già không chùa. Hèn gì, lúc vừa nhìn thấy anh ta chị có cảm giác quen quen. Em có linh cảm anh ta không phải là người tốt. Chị tránh đi, em không muốn chị giao tiếp với người như anh ta. Em á, chị mới nghe từ một phía đã dội đánh giá người khác rồi. Không tốt đâu nhà em. Sao em không nghĩ thoáng một chút? Có thể những cô gái kia săn anh ta thì sao? Anh ta có công việc tốt, tướng mạo cũng khá, thì việc những cô gái khác săn ảnh là bình thường mà. Mà nè, dù gì thì chị cũng có cơ hội tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Chị sẽ giúp em tìm hiểu mối quan hệ giữa ảnh và cậu Tấn. Có thể họ cùng chung số phận thì sao? Tấn. Chị hai. Anh hai, chị hai đi đâu mà về trễ vậy? Bữa nay anh đi làm về sớm nên anh chở chị đi ăn. Vậy hả? Tấn à, em cầm đi. Ủa, chị hai, là sao vậy chị hai? Hồi chiều này anh Hải mới được lãnh lương,
Chị cũng vừa mới giao đồ, gom tiền lại, chị mua được một chỉ vàng. Em cất đi, dành dụm để sau này còn cưới vợ. Tháng tới anh chị lại mua tiếp. Anh hai chị hai có tiền dư, mua vàng được á, thì anh chị cất giữ để phòng thân. Anh chị đưa em làm gì? Em đâu có cần đâu. Em cất đi. Bao nhiêu tiền của dành dụm được bấy lâu, em đã vét hết sạch đưa cho chị rồi. Bây giờ anh chị chỉ cần ngày ba bữa cơm là đủ. Nhưng em thì khác, em còn trẻ, còn chưa lập gia đình. Chị hai của cậu nói đúng đó. Vợ chồng tôi đã nợ cậu nhiều rồi. Cậu nhận lấy, để vợ chồng tôi đỡ ấy đấy. Thôi được rồi, anh chị hai đã nói vậy á, thì em xin nhận. Nhưng mà nè, mai mốt á, khi nào mà anh chị cần tiền để làm gì á, thì nói em, em đưa lại cho. Cái thằng này, nhớ cất kỹ đó nghe. Em biết rồi. Tấn à. Dạ. Em vẫn còn thương Khánh Hà nhiều như vậy, hai đứa không thể quay trở lại với nhau sao? Ai nói với chị là em còn thương? Bây giờ em quên rồi. Em nói dối. Nếu em quên, sao em còn ngồi đây coi lại hình cũ? Em coi lại hình cũ chi bằng tạo ra những hình ảnh mới đẹp đẽ hơn. Bộ nhớ của em đầy, em lục ra mấy cái hình nào mà không cần thiết thì em xóa đi thôi. Em à, đừng có can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của cậu Út, không có tốt đâu. Cứ để tùy duyên. Nếu hai đứa nó còn duyên nợ với nhau thì có chạy đằng trời cũng không khỏi. Dạ. Nó là chị của Khánh Bằng thật sao con? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà con tin nó là chị song sinh với Khánh Bằng thật hả? Con sẽ có cách kiểm chứng, mẹ yên tâm nha. Ừ, nhanh nha con. Khánh Linh. Sinh